Tiên em xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên nhà một clip gồm 21 con máy anh em. 21 con máy này có tự đủ xây hết, từ xây 1.000 đến xây 14.000. Đánh mọi thể loại, đánh từ lục đến đánh bạo lực nha anh em. Có một số con máy có thể dùng luôn. Rồi, đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không trong bếp em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đếm lên máy thứ nhất cho người tham khảo. Một con máy thứ nhất là con máy Daiwa, hàng máy ngang, mọi chức năng hoạt động bình thường nha anh em. Hàng của Japan. Con máy ngang này là con máy ngang biển của Daiwa, có đồng hồ đo độ sâu. Em bán máy này thì em sẽ tặng thun luôn cùng dây bia đi theo máy nha anh em. Hoạt động trơn tru nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Rồi, giá công khai máy này 400k, máy số 1. Tiếp theo vẫn là một con máy ngang lùa biển, máy tay phải. Con này của Ryobi nha anh em. Con này vẫn là một hàng của Japan. Bán máy này thì cặn tặng dây bia đi theo máy luôn. Còn khá là mới nha anh em. Hoạt động êm mượt đó. Tất cả chức năng hoạt động bình thường, không lỗi. Dạ, giá công khai là 400k nha anh em, máy số 2. Tiếp theo sẽ là máy số 3. Máy số 3 là một con máy Daiwa, hàng máy ngang cầu biển đó. Thông số cước đây, cước 7 vô được 340m, cước 8 được 300m, cước 10 được 260m. Hàng này của Japan nha anh em, hàng của Nhật, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đây, cuộn bia đi theo máy cũng rất là mới nha anh em. Đó. Không lỗi. Rồi, giá công khai máy này. Máy này giá công khai đâu mất tiêu rồi. Đây, 450k nha anh em. Tất cả các máy đều giá vận chuyển đồng giá là 30k vận chuyển nha. Nói chung thì con này ngoại hình còn rất là mới nên người ta rất ít câu. Đồng nghĩa dây này còn rất là ok nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai 450k, máy số 3. Tiếp theo là cặp máy số 4. Cặp máy số 4 là một cặp máy của Korea. Một con máy lông cát. Con máy này xây tương đương với là xây tương đương với xây 2.000 nha anh em. Cước 2 được 110m, cước 1.5 được 180m. Xây ngàn gỡ 2.000. Và cộng chân châu. Đây cước ok. Quay tới ok, quay lui ok. Con máy số 2, con máy theo cặp này, con máy vẫn có xây 1.000 gửi 2.000 nha anh em. Robin ok, máy cước ok. Mấy con này hoạt động khỏi chơi. Hai con này em bán với giá là 300k nha anh em. Đó, hai con 300k. Hai con này anh em lấy về câu tôm, câu giết là bá cháy khỏi chơi. Đó, hai con hoạt động chân chu nha. Rồi, hai con 300k, máy Korea. Tất cả đều là hàng của lông cát, một con lông Rector, một con lông cát. 300k, cặp số 4. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 5. Con máy số 5 là một con Daiwa ST7500 DX. Con này ngoại hình còn rất là mới nha anh em. Nói chung thì máy sao thì em soi cho anh em vậy. Con này sản xuất tại Japan. Con này có xe tương đương với là xe 2.000, 2.000 gửi. Cước 2 vô được 200m, cước 3 được 140m, cước 4 vô được 100m. Mua bên sóng. Đấy, cước ok.
vì cái máy này còn mới nên ngoài hoạt động nó bao mượt nha anh em, mượt mà luôn á, chân chu mượt mà. Rồi giá công khai là 250k nha anh em. Đó, một con máy bãi Nhật ngoại hình rất là sáng nha. Rồi máy thứ 5 250k. Rồi tiếp theo sẽ là con máy số 6. Con máy số 6 là một con máy Ajiro 2000, xây tương đương với là xây 2000, cước 2 vô được 150m. Đó, ngoại hình khá ok nha anh em. Con này đặc biệt là của Shimano, hàng sản xuất tại Malaysia, máy có ABS. Đó, hoạt động trơn tru khỏi bàn. Một bên sóng lấy cước ok. Những máy em bán ra em đều test con lăn này cho anh em hết, đảm bảo 100% nó lăn hết nha anh em. Đó, hoạt động là khỏi bàn. ABS trả là dính, trả là dính. À, quay ngược ok, hàng Malaysia sản xuất ABS. Rồi giá công khai 280k cộng ship. Đó, máy số 6. Tiếp theo sẽ là con máy số 7. Máy số 7 là một con máy của Dynamin. Con này chuyên cho nuôi cầu tôm. Dynamin dòng tua là 5.2.1, hàng này hàng carbon. Đó, máy chạy hai mặt đạn nha anh em, hai battery, hàng sản xuất tại Korea. Đó, lấy nét đây. Đó, hàng sản xuất tại Korea nha anh em. Máy này có xây tương đương rồi tầm 1.500-2.000 nha anh em. Thông số cước đâu, thông số cước bị bay rồi. Xây tương đương tầm 1.000-1.500 thôi, hoạt động chân chu. Tay phải bấm nha anh em. Con này câu tôm này còn gì bằng nữa, câu tôm câu chê. Đó, đây cốt nó là rất là to nha anh em, cốt nó là khỏi chê. Đó, con máy 1000 mà 1.500-1.000 là cốt thế này nè, khỏi hoạt động khỏi chê. Con lăn bằng sứ nha anh em, con lăn sứ xít. Rồi giá công khai máy số 7 vẫn là 280k nha anh em. Đó, máy số 7 280k. Tiếp theo sẽ là con máy số 8. Máy số 8 là một con Shimano Alex 3000. Con lăn lăn, hàng Malaysia sản xuất, ngoại hình xước xét theo thời gian nha mọi người. Đó, chất liệu làm bằng máy là chất liệu carbon. Đó, máy dòng tua 5.2.1, hàng chạy 1 battery, máy 3000, cước 3 được 150m, cước 2 được 220m, cước 4 vừa được 110m nha anh em. Nói chung thì phần ở trên đây rất là bóng, ga dây thì bao ok rồi, ngoại hình máy thì vẫn có xước xét theo thời gian. Đây máy hoạt động đây ok nha anh em. Anh em là tập lua thì lấy mấy con này đánh lua bao trâu bò luôn. Rồi giá công khai con này nha anh em, giá công khai là 300k máy số 8. Tiếp theo sẽ là con máy số 9. Con máy số 9 là một con máy bãi hàng của Olympic. Olympic chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Con này chạy là hai mặt đạn, thêm biết là chạy hai mặt đạn hàng Olympic full carbon. Đây carbon rồi, đi toàn thân carbon hàng Olympic nội địa Nhật. Máy hoạt động trơn tru khỏi bàn, tay quay thì giả gỗ nha anh em, núm gỗ.
mô bin sống lấy cước ok. Con lăng lăng con này hai mặt đạn à, nồi thì nó qua quăng tờ lơ tùm lum một me à, ngoại hình ok. Con này có xe tương đương ra tầm khoảng 5.000, cước 5 là 175m, cước 4 được 225m, cước 3 được 320m. Con này anh em nào đánh cha thì ok, đánh lăn xe, lăn xe cha là ok hết. Con này máy số 9, giá công khai là 300k, ngoại hình khá ok nha anh em, không xuất sắc gì nhiều hết. Máy xuất sắc nhiều, em bảo xuất sắc nhiều. Tiếp theo sẽ là con máy số 10. Con máy của Daiwa, hàng đợt cao, hàng của Daiwa Việt Nam xuất Nhật nha anh em. Made in Việt Nam. Con này thì có xe tương đương cũng là xe 2000. Liberty Loop 2000, 2500 nha anh em. Xe tương đương với 2500. Cước be 1.5 vô được 200m, be số 2 vô được 150m nha anh em. Đó. Hàng đây qua. Ngoại hình khá ok. Đất đây, đất không bị xước xét gì hết. Con lăn lăn. Đây cước ok. Hoạt động chân tru nha anh em. Máy có hỗ trợ ABS đầy đủ các kiểu. Cầm cái là dính, cầm cái là dính. Quay ngược ok, quay tới ok. Đây, máy này thì trên nồi nó bị xước chỗ này thôi. Đó, anh em, đó, xước xác. Đấy, xước xác thì bảo xước xác thôi. Hết, khúc này thôi. Đó. Rồi, máy số 10, giá công khai là 200. Máy số 10 giá không khai là 320k nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ con máy số 11. Con máy số 11 là một con máy của Sinox, một con máy Ryobi 3000, một con máy Ryobi LS 3000, máy của Sinox. Máy này dòng tua là 1.4.4. Đó, hàng chạy Batberin. Con này có thông số kỹ thuật là cước 5 vô được 150m, xe này xe tương đương với xe 5000 nha anh em. Cước 6 được 120m, cước 4 được 200m, xe 5000. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Xe 5000 nha anh em nào về câu cha thì lấy con này câu thoải mái. Hoạt động im mượt nha. Im mà im thì thầm luôn á. Để kế bên cho em nghe luôn. Nói chung là con này im. Mua bịch sống. Con này lỗi duy nhất. Đây bị gãy chân chỗ này. Nó. Con này hàng sản xuất tại Japan nha anh em. Nó bị gãy chân. Nói chung thì chân này anh em quấn vô bách máy nó quấn cứng bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, giá công khai máy số 1 300k. Máy của Nhật. Ngoại hình rất là mới nha anh em, hoạt động thì em thì thầm khỏi bàn. Lỗi duy nhất đó, đã soi cho anh em thấy. Rồi, giá máy số 1 300k. Tiếp theo sẽ là con máy số 12. Vẫn là một con Olympic body carbon, hàng mà hàng Japan nha anh em. Nồi thì nồi cũng tiết qua quăng đủ thứ, chạy hai mặt đạn. Nồi con này là nồi bằng kim loại nha anh em. Đó, búng vô anh em thấy nha. À, dòng tua là 4.3, 1.4.3. Đó. Con này thì có xe tương đương với là xe tương đương với là cây 6.000-7.000. Cước 5 được 285m, xe tương đương với 6.000-7.000 rồi. Rất là ok. Đây, carbon test 3000, hàng Olympic. Tay quay là tay quay gỗ, ngoại hình khá là đẹp anh em. Đây.
Con lăng thì đảm bảo với anh em 100% là lăng. Giờ anh em test con lăng đó, không lăng thì trả về, khỏi nói nhiều hết. Ngoại hình không xuất sắc gì hết, hoạt động ok, máy đổi trái phải bình thường. Máy nào chết phải hay chết trái thì em sẽ báo. Đó, mô bình sống nha nè, thấy cứ ok, quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Rồi, giá công khai máy này luôn, máy số 12, giá 400k, một con máy xây 6.000-7.000. Tiếp theo sẽ là con máy số 13. Con máy số 13 là một con Daiwa, hàng của Thái Lan. Con này có xây tương đương với là xây, con này rất là to nha anh em. Xây tương đương với là xây, đâu thông số đâu. Xây con này tương đương với xây 10.000 anh em. Cước 0.75 vô được 120m. Cước 0.65 vô được 165m. Xây tương đương với xây 10.000. Con lăng thì em đảm bảo 100% với anh em sẽ lăng. Hàng Thái Lan xuất Nhật, đua chuột nha anh em. Đây cước ok, tay quẹt bấm, hoạt động chân chân chu nha anh em. Đó, con này anh em đánh bầu lực thì hút con này về, đánh biển cũng ok, đánh bông lau ba xa cũng ok. Con này thì giá công khai nha mọi người, giá công khai là 450k, máy số 13. Đó, một con máy 10.000, hàng của Thái Lan xuất Nhật. Đó, bộ bình sóng hoạt động khỏi bàn. Rồi, giá công khai 450k. Tiếp theo sẽ là hai cặp máy của Shimano có nồi phụ. Đây, hai con máy Shimano, máy đua chuột, máy chạy ba mặt đạn thân carbon. Hàng nó để carbon thì báo carbon. Hai nồi nha anh em, máy này hai nồi, chia nhanh lên cột cha, đăng xe, đánh bạo lực. Máy này có xe tương đương với là xe 7.000, cước 7 với được 160m, cước 6 với được 210m, cước 5 với được 260m. Đó, hai nồi nha anh em, khá ok, khá mới á. Đây ngoại hình máy đây, khá mới nha anh em, Shimano Japan. Con này anh em về đánh tra là khỏi bàn, đánh tra, đánh chim, đánh chép, đánh lăn xê, câu lục cũng được luôn. Mua bên sóng đây cứ ok, hoạt động thì chân chu rồi. Xả mới bên làm bên chuột nha anh em. Em về cái này em về được một cặp. Đó, rồi giá con số 14 1 triệu, máy số 13 vẫn là 1 triệu luôn nha anh em. Đó, ngoại hình cũng khá ok. Đó, đẹp đẽ nha anh em, bô pin là bô pin sống, dây cước là ok, con lăng là con lăng mà xít nha anh em. Đó, bằng sứ, hạn chế ăn mòn, tản nhiệt cho anh em luôn. Vẫn máy vẫn hay nha, hai nồi nha anh em. Khá đẹp nha, rất là ok. Quay tới quay luôn ok nha anh em. Nó Shimano Japan. Con này quay mượt mà luôn á, thấy không? Rồi, giá công khai, giá công khai vẫn là 1 triệu nha anh em, máy số 15. Tiếp theo sẽ dòng máy ở trên, dòng máy chuyên bạo lực, dòng máy lớn. Máy số 16. Máy số 16 là một máy Ryobi. Con này có xe tương đương tầm 12.000 nha anh em.
GOV carbon 9000 nó còn tối là có carbon nha anh em, không xước xác gì đâu, carbon quăng nó sẵn đó. Máy này chạy 3 mặt đạn, còn lần nó còn lần trợ lực cái gì đó mà xứ nha anh em, quẳng lần nha anh em. Hàng VOB ngoại hình thì có thể chốc tem theo thời gian nha anh em. Máy chạy 3 mặt đạn, máy số 16, hàng Serpent. Con này thì nhông nó bằng thép nha anh em, hoạt động chân chu, hoạt động cái nồi nó hơi bị lắc nè đó. Thôi thôi, dòng máy lớn mà đó, ok, cốt to luôn nha anh em. Em cầm nó, em cầm không chắc nữa đó. Máy quay không kêu nha anh em. Con này thì cái tay quay bấm ở đây nó là bị mất cái cò rồi đó, bấm lại bình thường không sao. Rồi giá công khai, giá công khai máy số 16 550k. Tiếp theo sẽ máy số 17. Máy số 17 là một con máy của Olympic, máy chạy 3 mặt đạn, ngoại hình xuất sắc ra thời gian. Con này là con Olympic 606, anh em nào đánh bạo lực thì dòng này thì anh em quen quá rồi, khỏi bàn. Hàng Olympic Japan, bộ bin sống, cốt trợ lực nha, thấy không? Sau cho anh em kỹ luôn. Con lăn lăn nha anh em, con lăn bằng sứ, lăn, lăn trợ lực luôn nha. Anh em đánh biển thì đánh mấy con này, đánh bao phê, không thôi đánh bạo lực, đánh ba xa dầu đếm gì đó. Hoạt động chân chu nha. Hoạt động chân chu nha nè. Cốt nó đây. Cốt nó này khỏi bàn, cảo thì khỏi cả nói luôn. Mực thế này thì thôi khỏi bàn. Rồi giá máy số 17 700k nha anh em. Tiếp theo sẽ là ba anh có năm. Máy số 18 900k, một con máy có nông mô bin sống. Con có nông này là con Longben AT3000H, hàng của Malaysia. Con này có xây tương đương rơi vào tầm khoảng 8.000, 9.000, cước 8 vô được 200m, cước 10 được 150m, cước 7 vô được 200-250m nha anh em. Con này có xây tầm 8.000, 9.000, hoạt động chân chu. Dòng tua con này là 5.1.1 nha anh em. Ô bin là mô bin sống, đấy cước ok. Con lăn bằng sứ, tản nhiệt, hệ Japan. Ngoại hình thì ok, xuất sắc theo, vẫn có xuất sắc theo thời gian, nhưng mà xuất sắc không nhiều. Con này nặng rơi vào tầm khoảng 550g nha anh em. Một vịt sống, đấy cước ok, máy không độ chế, nguyên bản, nguyên zin. Rồi, giá công khai 900k, máy số 18. Tiếp theo sẽ là 19 và 20. Cái này là hai con máy giống nhau luôn. Con số 19 là một con đây qua Emblem 4500T, hàng Japan. Hàng chạy bằng battery. Con này có xe tương đương rơi vào tầm khoảng 7.000-8.000 nha anh em. Cước 7 được 170m, cước 8 được 150m, cước 6 được 200m nha. Mô bin sống, không độ cháy, ngoại hình vẫn xuất sắc tới thời gian nha anh em. Emblem mô bên sống, con lăn bằng đồng thao, lăn nha anh em. Lấy cước ok, có chống gói cước. Hoạt động thì bao mượt rồi. Anh em về mà test máy mà không mượt như thế này thì gỡ về, khỏi nói gì nhiều hết. Ngoại hình thì em cũng đã soi nó,
vẫn xuất sắc nha anh em. Đó. Rồi, máy số 19 giá 1 triệu. Anh em nào đánh lục thì lấy mấy con có nông này đánh. Ok, bao ngon, ra cước thì bao xa. Thu dây nhanh đó. Dòng tua con này ra tầm khoảng 4.6.1. Tiếp theo sẽ còn 20. Đây. Mã số 20 giá khoảng 1 triệu. Emblem 4500ST. Đó. Thông số thì như con mã số 19. Mô bên sóng. Ngoại hình xuất sắc theo thời gian nha anh em. Bán chạy bằng Bacterin, hàng Japan. Hoạt động thì chân chu. Khỏi bàn. Đó, hoạt động thế này thì nói gì nữa. Rồi, còn máy số 20 giá khoảng là 1 triệu nha anh em. Anh em đánh lục, đánh lăng xê lấy con này đánh bao châu bò luôn á. Tiếp theo sẽ là con máy cuối cùng, một con máy hàng mà anh em thích sưu tầm đây. Con máy đây qua da băng. Con này là một con đây qua XS 5000. Đó. Con này thì nó tại sao nó hiếm? Tại vì dòng nó sử dụng ở trong là nhông dạng nhông đồng thau, độ bền rất là cao nha anh em. Đó. Con này cước 10 được 190m, cước 8 được 400, cước 8 được 240m. Đó. Con này có xây tương đương gơ tầm khoảng 9.000, 10.000. Đây, cối thì ok nha anh em, phần trong ok. Phần ngoài này á, đây, nó xước xác ở ngoài nha, không ảnh hưởng gì đâu. Ga dây thì vẫn ok, sáng bóng. Con này thì sợ cho anh em xem. Nha, anh khắc hình nè, quăng đầy đủ. Đây, chỗ này nó bị lỗ chỗ này chút xíu thôi. Nồi đây, ếch ếch. Con lăng thì em bao lăng cho anh em nha anh em. Đánh 5.000, ngoại hình khá ok. Đó. Máy lỗi chỗ nào, để chỗ nào thì em báo. Đít bị chạy một ít. Đó. Hàng này thì em bao mượt đây. Máy này có phá âm nha anh em. Đó. Dạng này là đánh bao châu bò luôn á. Đánh cái này không biết bao nhiêu mùa xuân nữa mới hư cái này. Tay bị gấp là ok nha anh em. Rồi. Giá công khai con máy số 21 giá 1 triệu nha anh em. Rồi. Đó là tổng cộng 21 con máy cho em lên anh em hôm nay. Nếu em ưng con nào có thể chốt để số điện thoại, em sẽ tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé.